Nam mô Bụt Thầy, con xin đọc bài Tịnh Giảng Sư. Brahma chaloka thipati saham pati katam chali antivaram aya chata santi thasata parachakacha tika dese tuthamang anukam pimang pacham satham maferim vinayan chakayang sutan chabandhang afitham macham mang Ako tayanto chatusak chadan bang papu thaneye parisa yamache. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc chả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiềm như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giác vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích. Hàng còn lâu nam giới thừa ân phổ cập, đám mưa làm rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp noi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nhà con kính nhường mít lại cho chú Pháp Hữu. Cảm ơn huynh chánh ngộ. Con xin kính lễ sư trí đức, kính lễ quý chư tôn đức tăng ni, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh Meta. Bây giờ thì như thường lệ, trước khi bắt đầu buổi nói chuyện đàm luận Phật pháp sáng hôm nay, chúng tôi xin mời tất cả lắng tâm thành tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo Tôn Tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangko Sangkang Namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo Thế Tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddhang Thammang Sangkhang Namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin ghi kính Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Thì chúng tôi xin phép được vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Để tiếp tục trong như nhiều tuần qua, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ chương 15 của cuốn sách Tỉnh Thức Trước Bệnh Tật và Cái Chết, trích những lời Phật dạy trong Kinh Văn Nguyên Thủy của Ngài Tỳ Khưu Analayo. Chương 15 này đề cập đến một bài kinh, câu chuyện hướng dẫn một vị cư sĩ Bà La Môn trước khi lâm chung, trước khi ông qua đời, hướng cái tâm đến bốn cái tâm phạm trú, đó là từ bi, hỷ, xả. Thì cũng như thường lệ, chúng tôi có đưa ra cái thông báo, nhờ chị Nhật Quỳnh chạy cái thông báo, trong đó có cái link. Thì nếu mà anh chị nào vào được thì xin cho số 1 hoặc là bông hồng để chúng tôi biết. Thì trong cái
Linh này có cái bàn nhỏ. Nếu các anh chị đưa con chuột, đưa mũi tên vào một trong những cái hình nhỏ đó, mà bấm một cái thì nó sẽ hiện ra cái hình lớn. Và mời các anh chị đi vào trong cái hình đầu tiên. Hình đầu tiên người ta thấy mỗi tuần, đó là chỉ cho thấy cái mục lục hay là cái dàn bài của cuốn sách, những lời Phật, tỉnh thức đối diện với tỉnh thức, đối diện với cái chết và cái bệnh tật. Thì trong chương này, trong cuốn sách này, Ngài Thích Quảng Đại La Vương trích dịch những cái bài kinh trong cái tạng A Hàm, đó là được xem như là tương đương với lại bộ Nikaya của Phật giáo Nam truyền. Tạng A Hàm thì ngày xưa là đầu là được viết bằng những cái thứ tiếng, những cái loại tiếng tiếng Phạn khác nhau của những cái tông phái, bộ phái khác nhau, được các cao tăng người Trung Quốc thỉnh về Trung Quốc rồi dịch ra tiếng Hán. Rồi sau đó thì các ngài không có giữ lại nguyên bản, thành ra chúng ta không có cái nguyên tác tiếng, không nguyên bản tiếng tiếng Phạn, mà chỉ còn có bản dịch tiếng Hán. Rồi từ bản dịch tiếng Hán đó thì được quý cao tăng Việt Nam dịch ra tiếng Việt cho chúng ta, dịch được toàn bộ, có bốn bộ chính là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạm A Hàm. Thì ngài Tỳ Khưu Analayo trong quá trình sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Sri Lanka, thì ngài bắt đầu nghiên học và nghiên cứu tạng A Hàm này. Và trong quá trình đó thì được sự yêu cầu của một cái người bạn đồng nghiệp, đó là giáo sư Đỗ Chính Dân, ngài soạn ra cuốn sách này, trích ra những cái bài trong tạng A Hàm đó nói về cái chết, làm sao chúng ta đối diện với cái chết và đối diện với bệnh tật. Trong khi ngài trích phần chính là trích dẫn những bài kinh trong tạng A Hàm, nhưng mà ngài cũng có so sánh đối chiếu với những bài kinh tương đương trong tạng Nikaya. Đối với người Việt Nam chúng ta hiện nay thì chúng ta có bản dịch tiếng Việt cả tạng Nikaya do ngài Thập Hòa Thượng Minh Châu, lẫn tạng A Hàm đầu tiên là do ngài Hòa Thượng Thiện Siêu và Thanh Từ, sau này có thầy Tuệ Sĩ và Hòa Thượng Đức Thắng dịch ra tiếng Việt. Thì chúng ta có những cái bản dịch tiếng Việt cả bộ Nikaya và bộ A Hàm để chúng ta có thể đọc đối chiếu. Đó là một cái điều may mắn, một cái phước duyên rất lớn của Phật tử chúng ta. Thì trong cuốn sách có 24 chương, ngài chia ra làm hai phần. Đầu tiên là nói về bệnh tật từ chương 1 đến chương 12. Sau đó từ chương 13 đến chương 24 là nói về trích dẫn những cái bài kinh nói về cái chết. Và cuối cùng là phần kết luận và hướng dẫn hành thiền dựa theo Giramana mà chúng ta thường nghe chư tăng tụng đọc trong những cái buổi lễ, nhất là những cái buổi lễ cầu siêu, cầu an, hoặc là những cái gọi trong những loạt bài kinh hộ trì. Đôi khi chúng ta nghe tiếng Phạn hoặc là chúng ta nghe tiếng Việt rồi tụng như vậy thì mình hiểu, nhưng mà mình không có nắm bắt được. Thì để áp dụng như thế nào thì ngài Analayo có đưa ra những cái 10 cái pháp quán tưởng trong bài kinh đó, hướng dẫn chúng ta phải thực hành áp dụng như thế nào trong cái công phu hành thiền của mình. Và gần đây thì chúng tôi cũng có thỉnh mua được một cuốn sách khác của ngài Hòa Thượng Gunaratna, ngài bậc tôn túc người Sri Lanka, nhưng bây giờ thì ngài ở bên Mỹ. Ngài cũng là một thiền sư nổi tiếng, ngài cũng có viết một tập nhỏ nó dựa theo cái bài kinh này. Thì trong tương lai nếu mà khi thuận duyên thì chúng tôi sẽ trình bày cái cuốn sách của ngài Hòa Thượng Gunaratna, cũng như sẽ chúng tôi đã trình bày một lần rồi, nhưng mà sẽ lặp lại về các hướng dẫn hành thiền dựa theo các bài kinh đó như trong cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Analayo. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu chương 15 nói về những cái tâm, bốn tâm phạm trú và trong lúc lâm chung hay là cận tử, một cái người sắp sửa qua đời. Và
cũng có phải cần phải tìm hiểu sơ qua về cái vũ trụ quan Phật giáo. Trong cái quan niệm Phật giáo thì cái cấu tạo của vũ trụ và thế giới như thế nào. Cái điều này thì đối với người Á Đông mình thì đã nằm sẵn ở trong cái văn hóa của mình rồi, thì mình chỉ chấp nhận dễ dàng, mình thấy không có gì khó khăn. Mặc dù trong thời gian gần đây thì có một vài người bạn trẻ có chat riêng với chúng tôi, có gửi tin nhắn riêng thắc mắc về những cái điểm đó. Mà đối với những người lớn tuổi, nhất là những người ở miền Nam, thì cũng đã quen thuộc những cái khái niệm về cái thế giới, cái vũ trụ của Phật giáo, bởi vì đạo Phật đã thấm nhuần ở trong cái tâm thức của người Việt chúng ta đã nhiều đời, mình chấp nhận một cách tự nhiên. Mà đối với người Tây phương thì đó là một điều mới lạ, bởi vì nó khác với là cái quan điểm của cái văn hóa Thiên Chúa giáo. Thành thử ra cuốn sách này khi viết ra bằng tiếng Anh thì Ngài Tỳ Khưu Analayo là nhắm cái thành phần độc giả của Tây phương. Chúng ta nhớ như vậy. Thành ra khi mà mình đọc những cái lý luận, những cái lập luận của Ngài thì mình phải đặt ở trong cái hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh của một vị tu sĩ Tây phương, tu sĩ Phật giáo nhưng mà gốc người Tây phương. Mà khi viết ra thì có lẽ mục tiêu chính là nhắm tới phần thành phần độc giả của phương Tây nhiều hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin mời chúng tôi xin đọc cái phần giới thiệu cũng như là cái bài kinh, rồi đọc tới đâu thì chúng tôi sẽ khai triển thêm tới đó. Rồi chúng ta trở lại cái phần giảng bài chính của cái chương 15 này như thế nào. Thì trong chương 15 này, Ngài Tỳ Khưu Analayo trích một đoạn, là lần này thì có lẽ bài kinh khá dài và có những đoạn mà Ngài cảm thấy rằng không có cần thiết cho cái nội dung của chương, ra Ngài không có dịch toàn bộ cái bài kinh đó, bài kinh trong Trung A Hàm, bài kinh số 27, nhưng mà và có bài kinh tương đương ở Trung Bộ Kinh là bài kinh số 97. Hai bài kinh rất là gần giống nhau, và chúng tôi có trích dịch dựa theo bản tiếng Anh và đã có đưa lên trên cái link đó. Cái câu chuyện như thế này trong bài kinh, Ngài vào cái thời đó, một cái lần đó, Ngài Đức Phật thì rú trú ở thành Vương Xá ở bên miền Đông, Xá Lợi Phất thì ở thành Xá Vệ ở miền Tây. Chúng ta nhớ Ấn Độ trong thời đó thì có 16 quốc gia, hay là có thể nói là 16 bộ lạc. Nó quốc gia cũng hơi lớn, nhưng mà cách đây chúng ta phải đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của 2600 năm trước. Rồi thì có chia Ấn Độ lúc đó chưa có thống nhất, chia ra thành từng vùng như vậy. Mỗi vùng có một vị vua hoặc là một nước cộng hòa do cái ủy ban, một cái nhóm trưởng lão điều hành. Và trong 16 quốc gia đó thì có hai cái quốc gia lớn nhất, một bên ở miền Đông, tức là quốc gia Ma Kiệt Đà, và đặt cái thủ đô hay là kinh đô ở Vương Xá, đó là bên miền Đông, ngày nay là thành phố Rajgir. Các anh chị nào đi hành hương thì sẽ thấy gần đó là có núi Linh Thú, rồi đi ra một tí xíu nữa thì có Trúc Lâm, rồi có Đại học Nalanda, vân vân. Nó là quốc gia Makhetra. Về phía miền Tây thì có quốc gia Kiều Tất La hay Kosala, và Kinh Đô là thành Xá Vệ. Hai quốc gia này có về hai quốc gia lớn, thành ra chinh phục các cái bộ lạc hay những quốc gia nhỏ. Những bộ lạc hay là những cái xứ nhỏ, những tiểu quốc thì họ thần phục vào một trong hai cái quốc gia lớn này. Cái bộ lạc của Thích Ca hay là xứ của người Thích Ca, xứ của Đức Phật là thần Phật ở bên miền Tây, thành thở ra thần phục vua của xứ Kiều Tất La, ở có kinh đô là thành Xá Vệ. Và ở ngoại ô thành Xá Vệ thì có kỳ viên Tinh Xá, do ông Cốc Cô
độc, ông trưởng lão, ông trưởng giả cấp cô độc mua lại của Thái tử Kỳ Đà. Thành ra chúng ta thường hay có cái chữ kỳ viên. Viên tức là cái vườn, kỳ tức là cái tóc, nói tắt của chữ Kỳ Đà, kỳ viên tinh xá. Thì trong thời gian đó thì Đức Phật thì ở bên miền Đông, tức là ở Trúc Lâm, ở ngoại thành của Vương Xá. Còn ông Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Đức Phật thì ở bên miền Tây, ở thành Xá Vệ, không có nói rõ ở đâu. Lúc đó thì không có biết là kỳ viên tinh xá đã thành lập chưa, nhưng mà chỉ nói là ở thành Xá Vệ. Có nghe rõ, nếu nghe rõ xin cho số 1. Rồi có một vị tỳ khưu, lúc đó thì có một vị tu sĩ tỳ khưu đến thăm ngài Xá Lợi Phất. Mà ngài vị tu sĩ tỳ khưu này thì từ thành viên Vương Xá, tức là miền Đông, có đi qua bên miền Tây thăm ngài Xá Lợi Phất. Thì hai người chào hỏi với nhau, rồi thăm hỏi, rồi ngài Xá Lợi Phất hỏi thăm sức khỏe cũng như sự của Đức Phật, cũng như tình hình sinh hoạt ở miền Đông như thế nào, những câu hỏi thông thường. Thì khư quay trả lời tất cả đều tốt hết. Đức Phật cũng mạnh khỏe, không có cái bệnh gì, cũng như hỏi thăm thầy mình như thế nào. Cũng như có thì chẳng giống như là ở tương tự như mình có vị thầy ở Hà Nội, đang quần pháp ở Hà Nội, còn mình thì đang ở Sài Gòn. Có một vị bạn hay là một vị đồng tu từ Hà Nội đi vào Sài Gòn chơi, rồi gặp mình, rồi mình gặp nhau hỏi han xong, rồi mình hỏi thăm ông thầy đang ở Hà Nội có khỏe hay không, có sinh hoạt như thế nào, vân vân. Thì đó là những câu chào hỏi thông thường. Rồi sau đó thì ngài Xá Lợi Phất hỏi thăm là ông có biết một người Bà La Môn tên là Đa Năng Chani hay không, là Đà Nhiên, tiếng Trung Quốc âm Hán Việt là Đà Nhiên hay không. Ông Bà La Môn đó là bạn của tôi. Thì người vị tỳ khưu kia nói trả lời dạ biết rõ ông đó. Vì ngày xưa trong cái gốc gác của ngài Xá Lợi Phất thì ngài là thuộc dòng dõi Bà La Môn. Sau đó là ngài mới xuất gia đi tu, đắc A La Hán, rồi chuyển sang là đệ tử của Đức Phật. Gốc của ngài, gốc Bà La Môn. Thì ở đây cũng xin mở dấu ngoặc ở đây là chúng ta biết xã hội Ấn Độ thời đó có chia làm nhiều giai cấp. Cao nhất là giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp đạo sĩ. Họ lấy là Brahmin, tiếng Anh hay là tiếng Ấn Độ gọi là Brahmin. Bắt nguồn từ tiếng Phạn là Brahm hay Brahma, tức là Phạm Thiên. Mình âm ra người Trung Quốc khi mà dịch kinh thì đôi khi họ âm hoàn toàn, đôi khi thì họ dịch ra tiếng Tàu, đôi khi thì họ âm hoàn toàn, đôi khi thì họ dung hợp, tức là một chữ thì âm, một chữ kia thì là tiếng gốc, chẳng hạn chữ Phạm. Có nghe rõ rồi. Phạm Thiên ở đây thì Phạm ở đây là tiếng âm Hán Việt, tức là Brahma, âm là thành Phạm. Rồi mình nhớ khi mình đọc trong kinh điển mình nói Phạm Thiên, Phạm Trú, Phạm Hạnh, thì cái đó là âm, cái chữ Phạm đó là âm từ Brahma. Thiên đó là trời, là trời, chữ Thiên. Đây ra nữa gọi là nửa tiếng Phạm âm ra và nửa tiếng Hán Phạm Thiên. Thì cái giai cấp đó họ cho rằng là họ là dòng dõi, con cháu là từ Phạm Thiên mà ra. Đó có lắm. Đó giai cấp đạo sĩ. Rồi thứ hai là giai cấp chiến sĩ. Tức là những người vua quan, thường thường là vua quan. Lúc đó thì mình thấy ngày xưa chỉ ở trong quân đội thì mới cầm quyền được. Là giai cấp chiến sĩ. Thì dòng dõi Thích Ca của ngài Bồ Tát Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật lúc trước là thuộc giai cấp chiến sĩ. Trong cái xứ Thích Ca thì coi như là lãnh đạo cái xứ đó. Giai cấp thứ ba là giai cấp thương gia, hay là gồm cả những người buôn bán, rồi cả những nghề nghiệp thông thường, chứ không phải chỉ buôn bán thôi. Những người thợ thuyền này kia, giai cấp thương gia.
Rồi cuối cùng thấp nhất là giai cấp nô lệ hay đầy tớ. Có bốn giai cấp chính như vậy. Rồi về sau có chia ra thêm nhiều cái nhánh nhỏ nữa, làm ra rất là phức tạp và ảnh hưởng cho tới bây giờ. Mặc dù bây giờ thì người Ấn Độ trên nguyên tắc đã xóa bỏ, cố gắng xóa bỏ cái sự phân biệt giai cấp đó, nhưng mà trong tâm thức của họ vẫn còn cái sự phân chia như vậy. Nhất là đối với giai cấp cuối cùng, giai cấp bần cùng là họ coi thường. Mặc dù bây giờ chính phủ Ấn nâng đỡ trong thời gian qua, nhưng mà nếu mà chúng ta có dịp tìm hiểu cho kỹ, hoặc là chúng ta sống ở Ấn Độ nhiều năm, thì chúng ta thấy cái sự phân biệt cái giai cấp nó vẫn còn ở trong tâm thức của người Ấn Độ. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây là ông ngài về Xá Lợi Phất là ngày xưa là thuộc về gốc Bà La Môn, gốc giai cấp đạo sĩ, giai cấp cao nhất của xã hội Ấn Độ thời đó. Thì ông có người bạn tên là Đàn Anh Chari Đài Nhiên. Rồi bây giờ ông mới hỏi thăm, thì ông tỳ khưu kia nói biết, dạ biết. Rồi ông ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp là ông này đổ rày sinh hoạt ra như thế nào, có khỏe không, có sinh hoạt thì làm ăn buôn bán như thế nào, hay là sinh hoạt thế nào. Thì chúng ta nhớ giai cấp đạo sĩ ngày xưa đó có thể có gia đình được, có thể cũng có kiếm tiền, chứ không phải là chỉ nói đạo sĩ. Là đạo sĩ cũng có nhiều nhiều phân hạng, nhiều thành phần. Có những người mà sống đời du sĩ, còn gọi là sa môn, samanera, tức là họ không có giữ tiền bạc, họ đi tầm đạo, họ sống chỗ này chỗ kia. Nở ra cái chữ đó cũng áp dụng vào trong cho tu sĩ của Phật giáo, các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni thời đó, sa môn, samanera. Sa môn cũng là cái một chữ, đây là chữ phiên, phiên âm hoàn toàn, chứ không có nửa này nửa kia. Nhưng mà khi có chữ sa môn tử, thì cái chữ tử lại là phiên âm, là cái chữ Hán rạc. Chúng ta thấy đôi khi cũng hơi lộn xộn ở chỗ đó, mà chúng ta phải chấp nhận thôi, và mình hiểu. Và đó là ông Bà La Môn, bạn của ngài Xá Lợi Phất, thì ông ta có gia đình, có vợ con, mặc dù là thuộc giai cấp Bà La Môn. Thì hỏi thăm đây ông ta bây giờ làm sao. Thì vị tỳ khưu kia nói rằng ông ta cũng sinh hoạt bình thường, cũng càng ngày cũng sức khỏe cũng tốt, nhưng mà ông ta không có đạo đức lắm. Ông ta thường hay dối gạt nhà vua, dối gạt người này kia để mà kiếm tiền, lợi dụng cái chức vụ của mình ra có điều đó không có được tốt. Thì ngài Xá Lợi Phất thấy nghe như vậy thì ngài cũng thương hại ra, ngài có đến, rồi ngài tìm cách từ miền Tây đi qua miền Đông đến gặp ông Đại Nhiên đó, rồi ngài mới có những cái lời thuyết phục, nói rằng ông làm như vậy thì không có tốt. Ông kia mới mà là viện cớ là tôi là phải có vợ con, phải lo cho gia đình này kia, thành thử ra tôi cũng phải làm này làm kia, rồi trong quá trình đó thì tôi cũng phải nói láo, không có nói thật, cũng này kia, phạm cái giới vọng ngữ, nhưng mà nhờ vậy mà kiếm được tiền. Cũng như một số chúng ta thấy những người làm ăn buôn bán rất là khó cái giữ chân ngữ. Thì ông ngày Xá Lợi Phất nói làm như vậy là cũng tạo nghiệp ác, có thể xa địa ngục những kia. Rồi giới giảng cho ông ta biết thì ông ta cảm thấy thuyết phục, và ông ta hứa là sẽ không, bởi vì ngài Xá Lợi Phất nói cũng có những cái nghề nghiệp mà có thể chúng ta giữ trong sạch được, chứ không phải là đi phải làm ăn buôn bán kiếm tiền là tạo nghiệp ác đâu, vẫn có thể giữ được đạo đức và cũng có tiền để mà nuôi vợ con, nuôi gia đình. Là ông những cái lời giảng thông thường như vậy mà nó thấm, có lẽ là cái gốc ngày xưa, cái gốc của ông Đại Viên cũng là một người phạm tốt chứ không phải là không. Thành thử sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất giảng thì ông cảm thấy thuyết phục và xin quy Tam Bảo, xin quy Tam Bảo và trở thành Phật tử. Nhưng mà ông vẫn giữ cái giai cấp của ông là giai cấp Bà La Môn, thành ra một gọi là một cái Bà La Môn Phật tử, nhưng mà nhớ như vậy, và cư sĩ thôi chứ không có đi xuất gia, vẫn ở nhà. Đó là cái lúc trước. Rồi đó là cái duyên sự.
Rồi sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới đi rời trú xứ ở thành Xá Vệ, mới đi về miền Đông thăm Đức Phật. Nhưng mà Ngài không có ở chung một cái tỉnh trong cái chú ở Đức Phật, mà Ngài ở một cái dãy núi miền Nam gọi là Nam Sơn. Nam Sơn bây giờ các anh chị đi đi hành hương sẽ thấy cái dãy ở tâm của thành phố của Rajgir, của Vương Xá. Và khi mà Ngài đến đó ở một thời gian thì cũng một lần đó, cũng sau đó một lần thì cũng có những vị khác từ thành Vương Xá tới thăm Ngài. Thì Ngài cũng hỏi thăm như vậy, vấn an, hỏi thăm về sức khỏe Đức Phật, tình hình sinh hoạt ở Vương Xá. Rồi một lần nữa Ngài thăm người bạn cũ của Ngài là ông Đà Nhiên. Thì lần này một vị tỳ khưu khác thì nó nói rằng ông Đà Nhiên bây giờ ông tốt rồi, ông không có sống kiểu mà dối trá như hồi xưa nữa, sống đạo đức trong sạch. Nhưng mà lần này kỳ này ông bệnh nặng lắm, ông không có đi thăm Đức Phật được, không có tới nghe Đức Phật giảng hay gì được hết. Bởi vì mình nhớ sau khi mà ông Đại Nhiên ông chuyển sang lập Phật tử rồi thì mỗi lần Đức Phật mà đi hoằng pháp ở bên miền Đông ở Vương Xá Thành thì ông đều tới nghe hoặc là tới thăm Đức Phật thường xuyên cúng dường. Nhưng mà thời gian gần đây thì ông bị bệnh nặng, ông không tới thăm được. Và Ngài Xá Lợi Phất mới tới nghe tin bạn cũ của mình bị bệnh vậy thì Ngài cũng tới thăm. Ngài tới thăm thì khi mà Ngài tới gặp ông thì ông lúc đó là ông gần chết, có những cái lời khuyên Ngài hướng dẫn tâm của ông Đại Viên buông bỏ mọi chuyện, hướng về mở rộng ra từ bi hỷ xả, bốn cái tâm rộng lớn. Chúng tôi sẽ nói thêm, ở đây chỉ nói sơ qua về câu chuyện thôi, còn nghe rõ chỉ như Quỳnh có nghe rõ. Đó, thành thở ra ông hướng dẫn và từ cái giai đoạn khổ sở từ địa ngục, thú vật, ngạ quỷ lên tới loài người, lên tới những cõi trời ở dục giới, và cuối cùng an trú vào trong cái giới thấp nhất của cõi trời sắc giới, tức là qua khỏi dục giới rồi vào sắc giới, thì ông mở rộng ra an trú vào trong cái bốn cái tâm quảng đại là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, và ông qua đời tại đó. Mà ở ngay cái tâm lúc đó là ông tái sinh vào cõi Phạm Thiên đó. Thì cái đoạn mà Ngài Xá Lợi Phất gặp và hướng dẫn ông Đà Nhiên trước khi lâm chung là được trích dịch ở trong cái chương này. Mà chút xíu rồi chúng tôi sẽ đọc. Ồ, nghe nhỏ lắm hả? Các anh chị khác có nghe nhỏ không? Hơi nhỏ hả? Sao nãy giờ không nói? Đợi tôi chúng tôi coi tôi chỉnh lại như thế nào. Không, cái volume này là 100% cái này rồi. Không có nhỏ hơn. Dạ, bây giờ nghe bình thường. Một số người thì nghe bình thường, một số người thì nghe nhỏ. Dạ, bây giờ nghe lớn chưa? Dạ, lúc đầu ở bên Hà Nội nghe rõ, nhưng bây giờ nghe hơi nhỏ. Bây giờ nghe rõ là chưa? Dạ, yeah. Chắc là tại đường truyền. Thôi bây giờ mình theo phái đổ thừa, thì mình đổ thừa đường truyền đi ha. Dạ, yeah. Nhỏ trong máy, nghe tốt, mình nghe tốt, dạ, yeah. Được rồi, dạ. Yeah. Nghe được liên tục là tốt rồi, dạ. Yeah. Đó, mình trở lại cái vấn đề là sau khi mà hướng dẫn trong cái tâm ông mà nó mở rộng, mở từ bi hỷ xả như vậy, ông chết, ông qua đời, ông tái sinh vào trong cái đó. Thì đó là cái đoạn kinh mà Ngài Tỳ Khưu Analayo trích ra để trong cái chương 15 này. Nhưng mà chưa hết, chúng ta cũng nói ra hết luôn rồi, chút xíu nữa chúng ta sẽ đọc, nhưng mà bây giờ để hiểu trước là. Thì sau khi ông chết rồi thì Đức Phật, ông Ngài Xá Lợi Phất mới đến gặp Đức Phật và báo cáo, thuật lại cho Đức Phật nghe cái câu chuyện là như thế. Thì Đức Phật mới nói rằng thật sự ra nếu ông biết, ông có thể hướng dẫn cái tâm của Bà La Môn Đại Nhiên lên cao một chút, lên cao nữa. Ông ta có thể tiếp thu được chứ không phải là không. Có thể là tiến tới cái mức có thể nhập được dòng thánh giải thoát được, đắc quả vị lưu, hoặc là nếu không thì có thể tái sinh vào những cái cõi trời cao hơn nữa, cao hơn cả cõi trời Phạm Thiên. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng
Ngài không biết, Ngài không có nhận thức, nhận ra điều đó, không nhận ra được cái khả năng của ông ta. Bởi vì trong quá khứ, theo những gì Ngài biết về người bạn cũ của Ngài, thì ông ta chỉ là gốc Bà La Môn, thì ông ta chỉ mong mỏi là tái sinh vào cái cõi Phạm Thiên là ông là nhất rồi, cõi Brahmin của Phạm Thiên là nhất, là bởi vì gốc Bà La Môn. Thành thế Ngài Xá Lợi Phất chỉ hướng dẫn đến đó, chứ không có biết rằng người bạn mình cái tâm đã tập cái mức độ tu tập nó đã thành cao hơn, có thể được hướng dẫn vào những cái mức cao hơn. Đó là cái nội dung của câu chuyện đó, cái đoạn sau mà ngài Anadayo không có trích trong để đưa ra vào bài kinh, bởi vì theo cái nhìn của ngài thì nó không có thích hợp, không có thích hợp với lại cái nội dung của chương này, tức là nói về cái lúc chung cái tâm nó hướng dẫn phải phát triển như thế nào. Thì đó là chúng tôi nói về cái duyên sự của cái bài kinh giảng cho ông Đà Diên. Và theo ngã Na La Vô thì dường như là trong kinh tạng không có nói nhiều về ông này, ông Đại Nhiên này, chỉ có bài kinh này thôi là có đề cập tới tên của Đại Nhiên, chứ còn những cái bài kinh khác thì không thấy đề cập. Thật ra không có rõ thêm chi tiết về cái cuộc sống của ông Đại Nhiên như thế nào. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần giới thiệu. Trong chương này, các nghiên cứu của tôi chuyển từ các nỗi đau về cái chết của người sang các phẩm chất cần có tại thời điểm lúc lâm chung. Chúng tôi thấy là có thể thiếu cái chữ người bệnh. Trong bài kinh Putta vẫn còn sống và từ bi giảng dạy, hướng dẫn một gia chủ Bà La Môn tên là Đà Nanh Chani đang lâm trọng bệnh. Đà Nanh Chani, nhưng mà tạo thì âm là Đà Nhiên, chúng ta thường đọc cái âm nó tự nhiên hơn là đọc cái tên Pali. Đoạn kinh trích dẫn được ghi trong Trung A Hàm MA 27, tức là Maxima Agama, bài kinh số 27, kinh Đà Nhiên, Phạm Chí Đà Nhiên. Phạm Chí ở đây cũng vậy, Phạm Chí tức là Phạm, tức là Brahm, Chí tức là cái người Phạm Chí, là người Bà La Môn, có thể gọi là Phạm Chí. Đại Nhiên là âm. Và bài kinh tương đương trong Trung Bộ MN 97, bài kinh số 17 của Majjhima Nikaya. Anh chị làm quen với cái quy ước đặt gọi cái tên của những cái bộ kinh. Trong phần đầu của bài kinh, ngài Sariputta được báo cho biết về hành vi phi đạo đức của Đà Nanh Chani, và ngài đã đến gặp ông ta để giảng dạy. Kết quả là ông ta thay đổi các hành vi trở nên tốt hơn. Đó là lúc mà chúng tôi nói lúc đầu, ông ta có những hành động, những cái hành vi hay dối gạt người này kia, dối gạt cả nhà vua anh kiếm tiền. Mà sau khi mà ngài Sa-lợi-phất Sariputta tới thuyết phục và thuyết giảng, thì ông ta thay đổi xong đạo đức và trở thành Phật tử xin quy y táo. Đó là khúc đầu. Đoạn kinh được trích dịch trong chương này ghi lại khi trong phần tiếp theo về sau. Như khi mình đánh máy nó đánh thiếu. Khi Đà Nanh Chani bị bệnh nặng và nằm trên giường chờ chết, khi được báo cho biết về tình trạng ấy, ngài Sariputta đến thăm ông và có những lời khuyên dạy. Qua các lời giảng dạy ấy, ông Đà Nanh Chani đang hấp hối được ngài hướng dẫn đi qua một loạt các cõi giới sau đây: địa ngục, thú vật, ngạ quỷ, loài người, tứ vương thiên hay là tứ đại thiên vương đó, tam thập tam thiên, giảm thiên, đâu xuất đà thiên, quá lạc thiên, tha hóa tự tại thiên và phạm thiên. Sự hiện hữu của chư thiên và các cõi trời đã được thảo luận ở chương 7. Có thể nói rằng đối với người Ấn Độ thời cổ đại, cũng như Đức Phật và các đệ tử, những cõi giới này và chúng sinh cư ngụ ở đó được xem là một thực tại. Thừa nhận đây như là một khía cạnh của thế giới quan Ấn Độ thời xưa, không có nghĩa là chúng ta cần phải tin vào những cõi giới và thiên chúng ấy,
để có thể nhận được những lợi ích từ bài kinh có mô tả điều đó. Cái đoạn này khi mà mới đọc thì mình thấy lạ, nhưng sau đó thì mình nhớ là chúng tôi mới vừa nhắc hồi nãy đó, là cuốn sách này là của một vị sư Tây Phương viết ra nhắm thành phần, mục đích chính là cho những người Tây Phương đọc. Nói ra đối với họ, họ chưa quen với cái nhìn, cái vũ trụ quan, cái thế giới quan của Á Đông, nhất là của Ấn Độ. Đối với người mình hoặc là người Ấn Độ mình tiếp thu, nhưng người Tây Phương họ thấy lạ. Nói ra Ngài cũng nói như vậy để biết rằng không cần phải chấp nhận, có thể đúng, có thể không đúng. Mà cái thế giới nó có những cái cõi giới như vậy. Ngay cả bây giờ, ngay cả bản thân chúng tôi cũng thấy lạ. Bởi vì thật sự mà nói mình cũng là phàm nhân thôi. Cái mà mình biết chắc chắn có là cõi người với cõi thú thôi. Còn những cái kia là do mình suy tưởng và mình lý luận thôi. Chứ thật sự ra thì chúng tôi chưa có được cái khả năng hoặc là cái phước duyên để mà thấy được những cõi khác. Ngay cả cõi ma cũng không thấy. Nghe người ta nói thì khi chúng tôi cũng có những cái cảm tưởng, nhưng mà chưa thật sự là chắc chắn có thể có, hình như cũng có ma chứ không phải là không, hoặc là có, mình gọi là phi nhân, mình có cảm giác đó. Như là khi sống một mình ở trong rừng, trong nhập thất ở trong rừng trong nhiều ngày, cái tâm mình tương đối là an tịnh rồi, mình có cái cảm giác như vậy, có thể là có những chúng sinh ở chung quanh mình chứ không phải là không. Hoặc là ngày xưa khi chúng tôi có đi vào miền quê, đi một mình mà đi làm việc, phải đi thăm những cái nguồn nước, khảo sát cái nguồn nước ở trong rừng xa tối, có những cái tai nạn xảy ra, để khi nào thì có duyên thì sẽ nói, mà chỉ nói một cách tổng quát là gặp những cái tai nạn có thể gọi là cận tử, có thể gần chết, nhưng mà có một cái phép lạ nào đó mình không có giải thích, giống như là có một cái bàn tay vô hình nó giúp cho mình thoát khỏi nạn đó. Thì ra mình có cái cảm là có thể có những cái cõi như vậy, hoặc là những cái chúng sinh như vậy, nhưng mà không có chắc. Thật sự là nói biết chắc 100% thì không dám nói. Hoặc là mình nghe kể lại, mà những cái người kể là những người họ nói rằng có các cái kinh nghiệm đó, hoặc là các vị sư hoặc người lớn tuổi, chứ không phải là họ bịa đặt. Thì mình những cái lời mà họ thuật lại thì cũng có cái khả năng tin được, mình không có xác chứng được. Ra tóm lại là không phải chỉ có người Tây Phương thôi, mà ngay cả một vài bạn trẻ ở Việt Nam cũng có gửi tin nhắn hỏi riêng, thì mình cũng thông cảm. Ngay bản thân của mình mà thú thật mà nói thì cái mình thấy được chắc chắn có là loài người và loài thú. Còn những cái loài khác, những cái cõi khác thì mình chỉ biết đọc và truyền thống cho biết như vậy, nhưng mà nói chắc chắn thì mình không dám nói. Đó là nói về mình là người gốc Việt, gốc Á Châu, tội gì người Tây Phương. Nên ra khi những cái vấn đề này mà khi mình trao đổi lại những người bạn đạo ở phương Tây thì mình phải thông cảm điều đó, nhưng có thể họ chưa chấp nhận được, nói là chưa, chứ từ từ cũng có thể họ có những cái cảm giác đó. Và do đó mà Ngài Tỳ Khưu Anarayo nói rằng không cần phải tin, xác tín, mặc dầu là trong kinh điển ghi như vậy, Đức Phật cũng có nói như vậy, thì có thể là trong cái thời Đức Phật thì Ngài cũng tin như vậy, nghĩa là thấy được như vậy, không phải là không. Mà mình giờ mình chưa thấy thì không có nghĩa là mình bác bỏ, mà cũng đừng có vội tin liền. Mà cái điều đó không cần thiết, cái quan trọng là không cần thiết. Quan trọng là mình hiểu được cái mục đích của cái bài kinh này như thế nào để mình áp dụng vào trong cái đời sống mình xem có ích lợi hay không. Cái điều đó mới là cái quan trọng. Chứ còn mình tin hay là không tin, có những cái thế giới khác hay không, cái chuyện đó không quan trọng lắm. Cái điều quan trọng, cái mấu chốt là mình áp dụng như thế nào ngay trong cái đời sống bây giờ, rút tỉa được những lợi ích như thế trong những cái bài giảng của bài, trong những cái lời giảng của bài kinh, thì cái đó mới là cái quan trọng. Đó là cái ý của Ngài Tỳ Khưu Anarayo. Và mình phải hiểu, mình đọc như vậy mới hiểu tại sao Ngài viết ra. Bởi vì Ngài nhắm tới cái thành phần độc giả phương Tây. Trong tư duy của Phật giáo sơ kỳ, thế giới bên ngoài và thế giới bên trong tâm ý của một hành giả được xem có liên hệ mật thiết với một chuyến trụ của Phật sơ kỳ.
cũng đồng thời là một chuyến du hành qua các trạng thái tâm ý khác nhau của hành giả. Điều này trở nên có ý nghĩa khi ta tiếp cận các mô tả những cõi giới khác nhau trong bài kinh, như là để minh họa các trạng thái của tâm ý. Nghĩa là ta không chấp chặt vào xem cách tiếp cận như thế là cách chính xác và duy nhất khi đọc các mô tả như thế trong kinh văn cổ xưa. Cái chỗ này rất là hay. Và tối hôm qua chúng tôi có trao đổi với một cái người bạn trẻ qua trên Facebook, rồi đổi qua tin nhắn riêng. Và bởi vì ở đây chúng tôi không nói ra, để trong tương lai sẽ có dịp để nói nếu có đủ thuận duyên. Tức là ngày nhiều năm trước, ông tiến sĩ Dr. Gaten, hiện nay là ông là hội trưởng của hội Polytech Society, ông cũng là một Phật tử. Ông viết một cuốn sách rất hay, nói về những cái cõi khác nhau. Và trong đó dựa theo những cái lý luận về sau, trong những luận giải và chú giải, thì chúng ta có thể nhìn vào theo hai phương diện. Thứ nhất là đó là những cõi giới có thật: địa ngục, ngạ quỷ, Atula, chư thiên, con người. Nói mà tổng quát như vậy, mặc dù về địa ngục thì có thể chia làm nhiều tầng bậc khác nhau. Atula cũng có 2-3 phân hạng, rồi nhất là cõi trời thì có rất nhiều cái cõi trời. Nhưng mà mình có thể hiểu đó là qua đó là nhiều khi nó xảy ra ngay trong cái tâm của mình. Bởi vì Đức Phật có lần có nói là cái quan trọng là không phải tìm hiểu thế giới bên ngoài, mà tìm hiểu cái thế giới bên trong tâm của mình, cái dòng tâm thức của mình. Bởi vì khi mà mình sống với lại cái tâm sân, tâm mình nổi sân, lúc nào cũng sân hận đố kỵ này kia, thì đó là cái tâm của Atula. Thì ngay lúc đó là giống như là mình tái sinh ngay lập tức vào cái cõi Atula. Mặc dầu mình chỉ là thân xác là người, nhưng mà mình lý luận, mình sống, mình phản ứng như là một loài Atula, lúc nào cũng gây hấn, cũng tìm cách này kia. Rồi nếu mà mình sống với cái tâm mình lúc đó mà sống như là trạng thái tham lam, ham muốn đủ thứ mà không có thỏa mãn, muốn mà không được, rồi muốn nữa, nó làm cho mình bức rứt, bực bội vô cùng. Muốn mà không được, muốn cái này, muốn cái kia, thèm cái này, thèm cái kia, mà không được thỏa mãn. Thì lúc đó là cái tâm mình là tâm của ngạ quỷ, là mình tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Thì mình phải nhớ ngạ quỷ là những cái chúng sinh mà đói khổ, đói, lúc nào cũng thèm này, thèm kia mà không ăn được. Thường ghét cái cổ nhỏ mà cái bụng to. Tức là bụng to tức là muốn chứa nhiều thứ mà cái cổ nó nhỏ xíu, không nhét cái đồ ăn vào được. Cái đó là cái tượng trưng cho ngạ quỷ. Thì một cái người mà lúc đó mà mình tham, mình ham cái này, ham kia, muốn này, muốn kia, mình không bao giờ thỏa mãn, mình thấy khổ sở, thì lúc đó là mình là tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Rồi có lúc thì mình thấy mình đầu óc mình lừ đừ, lờ đờ, không có hiểu được cái gì, những cái chuyện gì xảy ra chung quanh, mình thấy cái gì mình cũng sợ. Tâm thái sợ sệt, nó sân, đó là si mê ngu ám đó. Thì lúc đó là mình sống như là loài thú. Loài thú nó sợ, cái gì nó cũng sợ, nó không có thấy rõ, không có hiểu rõ được mọi chuyện chung quanh. Chỉ sống theo cái bản năng của nó thôi. Thì là mình sống như vậy, tức là mãi tái sinh vào cái loài thú. Rồi lúc nào mình cũng bị dằn vặt, khổ sở đủ thứ chuyện. Không yên, ăn không được, ngủ không yên, lo cái này, nghĩ cái kia, lo sợ đủ thứ, là tham mà không được này kia, nên mình làm, rồi mình hối hận, cảm thấy làm những cái chuyện sai quấy, bây giờ cái tâm mình nó không có an lạc. Rồi mình có cái sự hối hận ở trong đó, những cái chuyện ác, những cái chuyện cũ, những chuyện xấu ác mình đã làm, dối gạt người này người kia, hoặc là mình chửi bới, chửi mắng người này người kia. Mình cảm thấy khổ sở. Thì lúc đó là mình đang ở địa ngục, chung quanh nó bị áp bức này nè, mình cảm thấy như vậy. Đó là mình tái sinh vào cõi địa ngục. Hoặc là cái lúc đó mình, cái tâm mình nó rộng mở ra, mình thương yêu mọi người, sống tử tế, cảm thấy an vui, chung quanh mình nhìn ở đâu mình cũng thấy nhẹ nhàng, mình thông cảm với người này người kia, và người ta có làm cái gì mình cũng hoan hỷ, chứ mình không có đố kỵ. Mình thấy ai làm tốt thì mình cũng xa thú, mình khen, chứ mình không có ganh tị. Những ai họ làm thành công cái gì mình cũng hoan hỷ với họ. Rồi mình cảm thấy thản nhiên với những cái biến chuyển của đời sống, không có bị dao động.
Có những cái lúc tâm mình như vậy. Nếu những cái lúc đó là mình có đầy đủ từ bi hỷ xả. Và như vậy thì cái tâm của mình lúc đó, ngay lúc đó là tâm của Phạm Thiên. Tức là mình sống giống như là mình đang tái sinh trong, trong cái cõi trời Phạm Thiên. Và cao hơn nữa, đây chỉ mở ngoặc nói chút xíu là khi đến một cái hành giả ngồi thiền mà cái tâm họ định thì họ đắc thiền. Thì cái thiền sơ thiền đầu tiên, tức là thoát khỏi những cái cảm giác về dục trong cái mắt tai mũi lưỡi thân, thì sống với ý thôi. Thì lúc đó cũng giống như là một chư thiên đang sống ở trong cái cõi trời sắc giới. Rồi họ, những cái hành giả đó, cái tâm đó, nhập vào thiền, những cái mức thiền định cao hơn, từ nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Thì lúc đó cái tâm của những hành giả lúc đó là giống như tâm của chư thiên ở những cõi trời cao hơn, cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Thành ở đó là một cái nhìn khác nè. Không, cái cõi giới không phải là một cái cõi vật chất, vật lý mà nó, mình đi sống ở trong đó, mà lúc đó là do cái trạng thái tâm của mình. Thành ra mình nhớ có hai cái khía cạnh như vậy về cái vũ trụ quan và cái thế giới giới quan của Phật giáo. Mà ở đây thì ngài Thì Khô Analayo chỉ nói vắn tắt như vậy thôi. Bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp. Để đơn giản, ba cõi đầu tiên, địa ngục, thú vật, ngạ quỷ, có thể xem như tiêu biểu cho các hành động, ý nghĩ xấu thấp hơn tiêu chuẩn đạo đức và luân lý của con người. Tức là bây giờ gộp lại, mình gọi là ba cái cảnh khổ, ba cái cõi khổ, tức là cõi địa ngục, thú vật, ngạ quỷ. Thì đó là do những cái hành động theo cái tiêu chuẩn của con người, loài người, thì đó là tầng xấu ác. Thì mình tái sinh vào đó, hoặc cái tâm mình đang ở trong những cái cõi đó. Nhóm cõi giới từ tứ vương thiên cho đến tha hóa tự tại thiên là các cõi trời trong dục giới. Theo vũ trụ quan Phật giáo, đó là nơi chúng sinh được hưởng nhiều dục lạc vượt xa hơn những gì loài người có thể trải. Tức là trong cái dục giới của mình, ngoài loài người, địa ngục, thú vật, ngạ quỷ, và có những sách nói về Atula nữa, thì có những cái cõi tốt hơn, gọi là cõi trời, một cõi trời dục giới. Tức là họ vẫn có những cái cảm giác về mặt tai mũi lưỡi thân giống như mình. Dục ở đây là nghĩa chữ đó, cầm mặt. Cái dục không có nghĩa là xấu đâu. Chúng ta để ý ở chỗ này, tùy theo cái ngữ cảnh. Khi mà mình nói dục ở đây, tức là nói về sensual pleasure hay sensual, nó không phải là chỉ là sex thôi, nó là sensual. Sensual đây tức là những cái cảm giác của mình qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Chứ không, còn ý thì để riêng một bên, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Qua năm cái cửa vật lý đó. Thì cũng có những cái cõi trời dục giới, họ cũng có những cái cảm giác như vậy. Nhưng mà cái cảm giác, những cái cảm giác đó họ, nó vi tế hơn, nó vi tế hơn cái cảm giác của con người của mình. Đó là cõi như chư thiên ở cõi trời dục giới. Rồi bây giờ cái nhóm cuối cùng đề cập trong bài kinh là Phạm Thiên. Phạm Thiên ở đây là Brahma, là những chư thiên ở trong cõi trời sắc giới, tức là được cõi giới đi vào sắc giới rồi. Thì chúng sinh đó thì họ không có bị vướng mắc vào những cái khoái lạc, những cái cảm giác lạc thú của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, mà chỉ sống với ý thôi. Thì lúc đó gọi là cái cõi trời sắc giới. Thì nhóm cuối cùng trong danh sách là Phạm Thiên là thuộc về sắc giới. Đó các cảm xúc dục lạc ít nhất là tạm thời bị bỏ lại, tương ứng với kinh nghiệm thể nhập thiền định. Thiền định ở đây tức là mức đầu tiên, sơ thiền. Khi một cái hành giả đắc sơ thiền, cái tâm an trú trong sơ thiền, thì hành giả đó, cái tâm lúc đó giống như là tâm của Phạm Thiên. Đó là những gì mà chúng tôi nói về cái phần đó. Bây giờ thì trước khi đọc cái bài kinh thì mời các anh chị đi vào trong cái xem cái hình này. Cái hình này thì chúng tôi đã trình bày nhiều lần và cũng có giới thiệu ở nhiều nơi. Có vào được chưa? Cái link này vào được xin cho biết. Cái hình này thì chúng tôi soạn ra nhiều năm trước dựa theo cuốn sách
Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada do Bác Phạm Kim Khánh dịch ra tiếng Việt, đồng thời cũng đối chiếu với lại cuốn sách tiếng Anh của giáo sư Gethin nói về các cõi giới. Thì đây là liệt kê 31 cõi theo cái quan điểm về vũ trụ của Phật giáo. Và chúng ta cũng ghi nhận một điều ở đây là chi tiết về 31 cõi giới này thì được tìm thấy trong Vi Diệu Pháp và trong những chú giải Vi Diệu Pháp sau này, chú giải và luận giải, chứ không có liệt kê rõ ràng một cách có thứ tự như là trong những cái, trong kinh Tạng, trong Nikaya hoặc trong Tạng A Hàm. Nhưng có những cái bài kinh ở trong kinh Tạng thì Đức Phật có đề cập sơ lược một vài cái tên, nhất là chỉ một số tên của các cõi trời thôi, chứ không có liệt kê hết như thế này. Cái bản liệt kê này tức là theo mình nghĩ là dựa theo những gì Đức Phật giảng vào trong kinh Tạng, rồi dựa theo cái hiểu của người Ấn Độ thời đó, thì những kinh văn phát triển về sau này mới là tổng hợp lại. Cũng như các anh chị thấy trong cái phần tuổi thọ cũng vậy, không có xác định là nó phải là 500 năm hay là 1.000 năm hay là 1 năm gì hết. Không có con số này, là những con số chỉ là tượng trưng thôi. Chứ không, mà ở trong kinh Tạng thì không có nói về những con số này. Những con số này chỉ được ghi ra trong chú giải sau thôi. Chúng ta nhớ như vậy. Và có khuyên hướng cho rằng chính xác là phải phải tuổi thọ phải đúng như vậy thì nó mới hết tuổi thọ, mới đúng số năm như vậy. Thật sự không, theo cái nhìn chúng tôi thì có lẽ chỉ là trung bình, là ước đoán. Cũng như con người chúng ta cũng vậy thôi. Không ai ta nói 100 năm là cái tuổi thọ của con người. Có người sống hơn 100 tuổi, có người thì sống chỉ 5-10 tuổi, mình không biết. Thì trong 31 cõi này thì chia ra làm 3 giới. Thấp nhất là dục giới, rồi sắc giới, rồi vô sắc giới. Con người chúng ta là ở dục giới. Trong dục giới như chúng tôi nói thì có 11 cõi, nhưng mà tụ trung lại thì có 5. 5 tức là thấp nhất là địa ngục, rồi tới thú vật, tới ngạ quỷ, tới Atula, tới loài người chúng ta. Giữa trên đó thì có Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Sức Thiên, Quá Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trong cõi trời dục giới chúng ta cũng có chư thiên chứ không phải là không. Thì có những điểm mà chúng ta cần ghi nhận ở đây. Thứ nhất là về Atula. Theo cái bản này thì Atula là một cõi giới riêng biệt, thấp hơn loài người nhưng mà cao hơn ngạ quỷ, thú vật và địa ngục. Mà thật sự ra thì trong kinh Tạng nguyên thủy không có ghi rõ ràng. Có khi thì đề cập đến Atula, có khi thì không đề cập đến Atula. Và thường thường có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là coi như Atula là một thế giới riêng, một cái cõi giới riêng. Một khuynh hướng thứ hai là có thể xem Atula là nằm ở trong cái phần của Tứ Đại Thiên Vương. Là cái lý do là theo truyền thuyết thì đầu tiên ngày xưa là Atula là cũng là chư thiên, nhưng mà sau này là uống rượu rồi sai rồi phá phách, là bị chư thiên đuổi ra khỏi cái núi Tu Di, mà sống ở phía cái chân núi Tu Di. Và từ đó về sau mà hay gây chấn, gây chiến, hay tìm cách đánh lại để mà được lên trên núi Tu Di. Đó là theo truyền thuyết. Ra có thể xem là cái loài này nó có nhiều quyền lực lắm chứ không phải là không. Nhưng mà có cái tâm là tâm đố kỵ hay phá phách, đố kỵ. Thành thử ra chúng tôi cũng hay nói đùa là những người mà hay thích phá hoại, phá phách này kia, chọc phá người khác là thường thường là những loài Atula. Nên là cái đầu óc đó, có thể là cũng vẫn là con người, nhưng mà cái tâm đó là cái tâm Atula. Lúc nào cũng ganh tị, tìm cách chê bai, rồi phá hoại ha. Cái đó thì là cái đầu óc của Atula. Và một điều nữa là chúng ta nhớ là trong những cái bài kinh thường thường là Đức Phật giảng là chỉ loài người thôi, nhưng mà đôi khi cũng có chư thiên, cũng có chúng sinh khỏi tới nghe, hoặc chút Đức Phật cũng có thể đến những cái cõi đó để mà thuyết giảng. Thì những cái cõi trời đó hoặc là những chư thiên ở cõi trời đó tới nghe Đức Phật giảng là những chúng sinh ở trong dục giới, tức là từ Tứ Đại Thiên Vương số 6 cho tới số 11, Tha Hóa Tự Tại Thiên. Không biết ở chỗ này
chị Nguyên Tuệ và chị Nhật Quỳnh, Eileen có thấy được chỗ này không? Tức là trong kinh có nói đến những chư thiên mà tới gặp Đức Phật, mà tới nghe giảng, đó là chư thiên ở cõi trời dục giới. Là trong cái bản là từ số 6 tới số 11. Và thỉnh thoảng cũng có một vài chư thiên ở Phạm Chúng Thiên, tức là Phạm Thiên, số 12, đến gặp Đức Phật. Điển hình nhất mà chúng ta còn nhớ là Phạm Thiên Sahambatti. Sau khi Đức Phật thành đạo thì Ngài quan sát thế gian rồi Ngài cảm thấy chần chừ, Ngài không có muốn thuyết giảng, chỉ muốn khóa Niết Bàn rồi sau đó là tịch diệt thôi. Chứ Ngài không có muốn đi giảng, bởi vì Ngài thấy rằng cái giáo pháp khó, rất là khó người hiểu, người ta không có hiểu được, người ta không quan tâm. Thành thử là Sahambatti mới tới mà thỉnh mời, thỉnh cầu Ngài vì lòng từ bi. Vì trong thế gian cũng có một số người có thể nghe mà hiểu và hành được, tới thành công được, thì vì những cái người đó mà cầu xin cho Ngài đi giảng cho người những cái chúng sinh đó. Sahambatti thì đó là một trong những cái chúng sinh đang ở Phạm Chúng Thiên ở số 12. Đã thỉnh thoảng trong kinh cũng có đề cập đến một vài Phạm Thiên đến để mà hội đạo, thì đó là coi như là cái phần thấp nhất của giới. Một cái điều nữa, theo chú giải cũng như theo cái phân tích của giáo sư Gaten, các anh chị nhìn cái bản này mà nhìn cái cột cuối cùng chữ tâm, không thấy được cái chỗ này chưa? Cái cột cuối cùng mà chúng tôi để cái tựa đề là tâm, tức là như hồi nãy chúng tôi nói là những cái cõi giới có thể hiểu theo hai cách. Thứ nhất là cái nơi chốn mà chúng ta tái sinh về đó, hoặc là đang có những chúng sinh đang ở bên đó. Không biết chỗ này các anh chị có thấy cột cuối cùng, cột này cũng quan trọng. Đó là cái nhìn thứ nhất, là một cái nhìn thứ hai, tức là cái tâm của mình. Thì chúng tôi nói là mình có thể tái sinh từng sát na, chứ không phải đợi khi cái thân ngũ quẩn nó ngừng hoạt động rồi mình mới chết rồi mình mới tái sinh. Ngay bây giờ khi mình còn sống, mình đang ngồi nghe qua cái máy iPhone, iPad, cái tâm mình nó thay đổi liên tục, tức là mình sống chết tái sinh liên tục. Mà khi mà khi mình làm phạm vào những cái thập ác nghiệp, mình thấy khổ sở, mình thấy xấu ác, rồi mình nắm nổi sân, rồi mình không có hiểu, mình thấy si ám cái tâm mình ngay lúc đó, tức là cái tâm mình đang ở bốn cái cõi khổ, ở địa ngục, thú vật, ngạ quỷ và Atula. Thì ở đây gọi là thập ác nghiệp. Rồi khi mà mình làm những cái điều thiện, mình cảm thấy an vui, thì lúc đó là tâm mình đang ở trong cái cõi cao hơn, từ cõi người cho tới cõi tha hóa tự tại thiền, là cái tâm mình đang tái sinh vào đó. Thông thường là những mức độ thông thường của một cái người bình thường như mình, kể cả bản thân chúng tôi, tái sinh, chết rồi sống, chết sống liên tục như vậy. Có khi thiện, có khi ác, có khi vui, có khi khổ. Có khi mình sống ở cõi khổ, mà có khi là mình sống ở cõi trời. Rồi bây giờ đối với một hành giả có tu tập, và nhất là tu về thiền định, thì khi cái hành giả tâm thật an định và bắt đầu nhập sơ thiền, thì coi như là cái hành giả đó, nếu mà chết lúc đó hoặc là còn đang sống mà vẫn cái tâm như vậy, thì là đang ở trong cái cõi trời Phạm Thiên từ số 12 cho tới số 14. Rồi ta nhập nhị thiền thì cái tâm cũng ở những cái cõi trời cao hơn, rồi nhập tam thiền và nhập tứ thiền. Đó là cái nhìn. Và chúng ta nhớ là bốn cái bậc thiền đầu tiên thì thường thường gọi là bậc thiền sắc giới là vậy. Và cái tâm vẫn còn có trong cái cõi sắc đó. Rồi khi mà bắt đầu vượt qua nữa, lên tới bốn cái cõi thiền, bốn cái bậc thiền vô sắc, từ không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô thức, tưởng sự phi phi tưởng xứ, thì bốn cái cõi thiền càng cao hơn, thì đó hành giả đó cũng như cái tâm đang sống ở trong cái cõi trời sắc giới. Hoặc là nếu hành giả chết ngay lúc đó, cái tâm đang ở trong cái trạng thái đó, thì hành giả đó sẽ được tái sinh vào trong cái cõi trời vô sắc giới. Thì đó là một cái nhìn khác, một cái phân tích khác có liên hệ đến những cái trạng thái tâm của một hành giả hay là tâm của một chúng sinh, và cũng đồng thời cũng có liên hệ đến cái tâm lúc cận tử để mà hướng dẫn đưa cái chúng sinh đó để đi đi tái sinh vào cái cõi nào. Thì đó là
một cái nhìn khác nữa. Và như chúng tôi nhắc lại là mình hiểu như vậy thôi, chứ không, mình không cần phải bắt buộc là phải tin chắc là như vậy. Mình hiểu như vậy, mà chúng tôi thấy đây là mình hiểu vào cái trạng thái tâm của mình, mình thấy nó áp dụng ngay được vào trong cái cuộc sống bây giờ. Bởi vì cái mình sống ngay tại hiện tại, ngay lúc này, ngay tại nơi này mới là cái quan trọng. Và nó giúp cho mình có được cái sự an vui ngay trong cái thời khắc này. Thì bây giờ xin trở lại cái bài kinh, phần chúng tôi xin đọc cái bài kinh đó, trích đoạn. Các anh chị đi trở lại cái phần index, có thể theo dõi. Tôi xin xuống cái phần trích cái bài kinh ra ở Trung A Hàm, bài kinh số 27, kinh Phạm Chí Đà Nhiên. Như chúng tôi nói ở đây thì là Phạm Chí ở đây tức là gọi là Bà La Môn, tức là Phạm tức là Brahmin, Đà Nhiên tức là dịch từ cái chữ Đà Sanh Đà Nan Jadi. Trích đoạn này là khi mà Ngài Xá Lợi Phất đã đến Nam Sơn rồi, đã đến miền Đông rồi, thì gặp một cái vị tỳ khưu mà hỏi thăm ông Đà Nhiên nó như thế nào, ông bạn cũ, thì vị tỳ khưu đó mới là trả lời thưa đáp với Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất: Bạch Tôn giả Xá Lợi Phất, Bà La Môn Đà Nhiên thường đến thăm viếng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp, nhưng nay không được khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Hiện giờ Bà La Môn Đà Nhiên mang tật bệnh rất khốn khổ, rất nguy hiểm, do đó có thể mệnh chung. Tức là ông ta bị bệnh nặng rồi. Khi ông ta còn khỏe thì ông ta là Phật tử, thì ông ta hay tới thăm Đức Phật nghe pháp. Nhưng mà bây giờ thì không có nghe, đi gặp Đức Phật được, bị bệnh nặng và có thể gần chết. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe xong lời ấy, liền xếp ôm bát rời Nam Sơn ra đi, đến thành Vương Xá, trú ở Trúc Lâm, vườn Ca Lăng Đa, tức là vườn các con sóc. Bây giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá Lợi Phất khoác y ôm bát đến nhà Bà La Môn Đà Nhiên. Bà La Môn Đà Nhiên từ xa trông thấy Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến, muốn rời giường đứng dậy. Tôn giả Xá Lợi Phất thấy Bà La Môn Đà Nhiên muốn rời giường đứng dậy, liền ngăn ông ấy rằng: Này Bà La Môn Đà Nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy, đã có giường khác đây, tôi sẽ ngồi riêng. Khuyên cách thông thường, đó là những cái câu chúng ta thường thấy ở trong nhiều bài kinh khi mà tới thăm một người bệnh. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi xuống giường ấy. Sau khi ngồi, nói rằng: Hôm nay bệnh tình của ông ra sao, ăn uống được nhiều hay ít, cơn đau giảm dần, không đến nỗi tăng thêm chăng? Những câu thăm hỏi thông thường, ăn uống như thế nào, cơ thể mình có thấy khá được không? Đà Nhiên trả lời: Bệnh tình con rất là khủng đố, ăn uống chẳng được gì cả, đau đớn chỉ tăng thêm mà không thấy giảm bớt. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, giống như người lực sĩ lấy con dao bén nhọn chẻ vào đầu, chỉ sinh khốn quá mức, đầu con cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như lực sĩ lấy sợi dây thừng quấn chặt chung quanh đầu, chỉ sinh thêm khốn khổ quá mức, đầu con cũng nhức nhối giống như vậy. Đây là cái lối miêu tả rất là căn bản, tìm thấy trong nhiều bài kinh. Khi mà mình nói một cái người bị đau cái đầu, nhức đầu, thì diễn tả một cái hình ảnh như vậy, rất là sống động. Đó là về đau đầu. Bây giờ nói về đau bụng và đau thân. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như người mổ bò lấy con dao bén mổ bụng bò, chỉ sinh thêm đau đớn quá mức, bụng con hôm nay cũng quặn đau giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá Lợi Phất, cũng như hai lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ sinh thêm đau khổ cùng cực, thân thể con hôm nay đau đớn như thế, khổ sở sinh ra trên cả thân xác, chỉ tăng thêm mà không giảm bớt. Mình thấy cái mô tả cái cơn đau bụng, cũng như mình bị nóng mà trong cả người, khổ sở như thế nào, thì đem những cái ví dụ, những hình ảnh ví dụ rất hay. Và chúng ta thường thấy những hình ảnh này lặp đi lại trong nhiều bài nói về cái bệnh tình, để một cái người bệnh mà bị đau đớn như thế nào.
Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi: Này Đà Nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự hiểu biết của mà ông trả lời. Này Bà La Môn Đà Nhiên, địa ngục và súc sinh nơi nào tốt đẹp hơn? Súc sinh ở đây là thú vật, có sách thì dịch là thú thú cõi thú, có sách thì dịch là súc sinh, có sách thì dịch là thú vật, tiếng Anh chung là một. Địa ngục và súc sinh cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Súc sinh tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, súc sinh và ngạ quỷ loài nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Ngạ quỷ tốt đẹp hơn. Tôn giả lại nói: Này Đà Nhiên, ngạ quỷ và loài người loài nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên, loài người tốt đẹp hơn. Tức là khi mà hỏi như vậy, kinh ghi như vậy thì mình cũng có thể hiểu rằng Đức ông Ngài Xá Lợi Phất đang hướng dẫn từ từ cái tâm của, để tâm Đà Nhiên hướng về những cái cõi thiện lành hơn, cõi tốt đẹp hơn, hướng về những cái cõi đó, để đừng có dừng lại lo sợ hay cái tâm còn bị ám ảnh bởi cái chuyện xấu ác. Này Đà Nhiên, cõi người và tứ vương thiên cõi đạo cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Tứ thiên vương tốt đẹp hơn. Đây là tứ vương thiên chứ không phải là tứ thiên vương, là tứ đại, tứ vương là bốn vị vua, tứ vương thiên. Chúng tôi khi đánh máy sai sót. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, tứ vương thiên và tam thập tam thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Tam thập tam tức là cõi trời 33, chúng ta thường hay nghe nói cõi trời 33, trong đó có 33 vị đế thích đó. Đà Nhiên trả lời: Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, tam thập tam thiên với diệm ma thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Diệm ma tức là yama, đây là chữ phiên âm. Đà Nhiên trả lời: Diệm ma thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại: Này Đà Nhiên, diệm ma thiên với lại đâu xuất đà thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đâu xuất đà tức là tù xích tắc, ở đây là phiên âm chứ không phải là dịch. Đâu xuất đà hay là cõi trời đâu xuất, khi mình nói đâu xuất. Đà Nhiên trả lời: Đâu xuất đà thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, đâu xuất đà thiên với quá lạc thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Quá lạc thiên tốt đẹp hơn. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, quá lạc thiên với tha hóa tự tại thiên cõi nào tốt đẹp? Đà Nhiên trả lời: Tha hóa tự tại thiên tốt đẹp hơn. Đó là những cái cõi cao nhất của dục giới. Bây giờ ngài mới đi chuyển sang cái cõi thấp bắt đầu, cái cõi bắt đầu của sắc giới. Tôn giả lại hỏi: Này Đà Nhiên, tha hóa tự tại thiên với phạm thiên cõi nào tốt đẹp hơn? Đà Nhiên trả lời: Phạm thiên là tốt đẹp hơn cả, phạm thiên là tối thắng. Mình thấy ngay cái chỗ này á, thì bởi vì là cái gốc Bà La Môn, thành thử ông Đà Nhiên thay vì ông nói là tốt đẹp hơn thôi, ông dừng ở đó, thì ông lại thêm nó là cái cõi tối thắng, tức là cái cõi tốt theo cái quan kiến của ông. Bởi vì nói về khi mà ông dừng, ông nói như vậy á, thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới không có hướng dẫn cao hơn nữa. Bởi vì Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng cái ông này ông chỉ muốn được như vậy thôi, ông cho là cái cõi đó là number one, là tốt nhất rồi, số một rồi, tối thắng ra. Ngài Xá Lợi Phất tiếp theo là chỉ hướng dẫn ông ta để làm sao để mà tái sinh vào trong cái cõi đó thôi. Tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng: Này Đà Nhiên, Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai vô sở trước chánh đẳng giác, có nói về bốn phạm trú. Bốn phạm trú ở đây tại vì ông Đà Nhiên ông nói rằng cái cõi phạm thiên là tốt nhất, thì ra ở đây ngài mới nói là Đức Phật có giảng về bốn phạm trú, tức là bốn nơi trú ẩn của phạm thiên, Brahma Vihara. Trú ở đây tức là Vihara, tức là cái nơi trú ẩn hay là trú ngụ. Phạm ở đây là viết tắt của là cái phiên âm của Brahma, tức là cái nơi, cái cõi trời mà các vị chư thiên ở, cõi trời Brahma. Nếu một thiện gia tử, một thiện gia nam tử hay một gia nữ tử nào tu tập bốn phạm trú, đoạn dục, xả niệm, tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên cõi phạm thiên. Những gì là bốn? Bởi vì khi mà ông Đại Nhiên ông muốn, ông nói là cái cõi đó là cõi tối, là tốt nhất, cao nhất rồi đó. Thì dựa vào đó Ngài Xá Lợi Phất mới nói là muốn như vậy thì có, phải thực hành bốn cái điều mà Đức Phật có giảng.
để mà có thể tái sinh và cộng sinh, sinh về trong cộng trú vợ đó. Đoạn dục xả niệm tưởng về dục. Cái chữ dục đây là mình phải hiểu, tức là những cái khoái lạc, những về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Mình phải hiểu như vậy, chứ không phải hiểu chữ dục đây là chỉ về sắc thôi, về thân thôi. Phải về con mắt, tham muốn về mắt, về tai, những cái mùi, những âm thanh, mùi hương qua mũi, qua, rồi những cái vị nếm qua lưỡi, những sự xúc chạm qua thân, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì chung gọi là dục. Đó là sensual sense. Này đại nhiên, vị thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu với từ. Câu hữu với từ tức là lúc nào cũng có mặt cộng chung, lúc nào cũng cái lòng từ cũng phải có cái tâm với cái tâm đó. Biến mãn một phương thành mụ và an trụ. Cũng vậy, với thương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương thượng và hạ thấu khắp tất cả. Với tâm câu hữu với từ, không kết, không quán, không sân hận, không não hại. Bao la quảng đại vô lượng, khéo tu tập biến mãn khắp cả tất cả thế gian thành tựu và an trụ. Cái câu này là một cái câu chuẩn đối với tất cả các thiền sinh nào mà quán tâm từ. Tức là mình, cái tâm của mình lúc đó phải có cái lòng thương yêu tất cả, không có phân biệt, mà cũng không có phân biệt về đối tượng, cũng như không có phân biệt về phương hướng, bốn phương đông tây nam bắc, rồi thượng hạ, trên phía dưới, khoảng giữa. Mình phải trải đều tất cả, và cái tâm của mình phải bao la quảng đại và không có oán hận, không sân hận. Như vậy thì mới gọi là tâm vô lượng. Mình thử ra bốn tâm phạm trú còn gọi là cái tên là bốn vô lượng tâm, bốn cái tâm bao la, không có giới hạn. Rồi tưởng tự như vậy với tâm bi, với tâm hỷ, tâm xả. Vị thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu với bi, có mặt cùng với bi. Biến mãn một phương thành tựu và an trụ. Cũng vậy với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương thượng và khắp tất cả. Với tâm câu hữu với bi, không kết, không hoán, không sân hận, không não hại. Bao la quảng đại vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả khắp tất cả thế gian thành tựu và an trụ. Vị thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu với hỷ, tức là mình có cái tâm hoan hỷ với người khác, thấy người khác thành công, sống được sống tốt đẹp, mình cũng vui theo với họ, mình vui theo với cái vui của người khác, cái sự hạnh phúc của người khác, chứ không có ganh tị, không có buồn rầu, nó gọi là hoan hỷ. Có một lần có vị sư nói mà chúng tôi thấy thấm, tức là thầy nói rằng nói từ bi hỷ xả thì cái tâm xả là khó nhất rồi, nhưng mà cái tâm mà khó tập thứ hai là tâm hỷ. Mình tập tâm từ tâm bi dễ, mình thấy người ta khổ mình sanh ra mình thương là lòng tâm bi, hoặc là mình thương yêu người khác tâm từ, hai cái tâm đó là bắt đầu dễ tập. Nhưng mà qua cái tâm hoan hỷ với sự thành công của người khác là khó lắm. Bởi vì cái tâm ganh tị của mình lúc nào cũng có đó. Mà chúng tôi nhận thấy là đúng chứ không phải. Có thể là ganh tị về cái sự giàu sang của người khác, mình cảm thấy buồn nha. Mình thấy, rồi mình tìm cách mình chê bai, hoặc đẹp, người đó đẹp trai, đẹp gái, hoặc là người đó trẻ, hoặc là người đó khỏe mạnh, hoặc là người đó có được nổi tiếng, hoặc là người đó học rộng, hiểu nhiều. Thay vì mà mình vui với người đó, hoặc là cái người đó làm phước nha, cúng dường được nhiều, lúc nào cũng làm phước. Mặc dù mình nói là mình sa thú, mình tùy hỷ, chứ thật sự là mình phải nhìn cái tâm của mình, có thật sự là mình hoan hỷ với lại những cái việc làm tốt đẹp của người khác hay không. Khó lắm, ngay cả bản thân chúng tôi thấy cũng khó. Tâm ganh tị của mình lúc nào cũng có. Khi mà vị sư đó có nói cái đó, mình giật mình, mình phải nói đúng chứ không phải sai. Khó tập lắm. Mặc dù cái miệng mình thì mình nói dễ, hoan hỷ tùy hỷ, mình xa thú, mà qua mình chết mình viết lên những cái dòng chữ như vậy. Nhưng mà mình phải thành thật nhìn thẳng vào cái tâm của mình, thật sự mình có hoan hỷ với cái sự thành công, với lại những cái điều tốt đẹp của người khác hay không. Vị thánh Đa Văn có tâm câu hữu với hỷ, biến mãn một phương thành tựu và an trụ. Cũng vậy với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương thượng và hạ thấu khắp tất cả.
với tâm câu hữu với hỷ, không kết không quán, không sân hận, không não hại, bao la quảng đại vô lượng, khéo tu tập biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Vị thánh đệ tử Đa Văn có tâm câu hữu với xả, bây giờ là cái tâm xả ly, bình tĩnh, không có dính mắc, không có đắc dao động, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương thượng và hạ, thấu khắp tất cả. Với tâm câu hữu với từ, không kết, không quán, không sân hận, không não hại, bao la quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả, khắp tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Tức là mình phải làm như vậy. Mà muốn được như vậy phải tập cái từ bây giờ, chứ không phải tới lúc gần chết mới tập. Ra mình phải tập thành một cái thường nghiệp, thành một cái thói quen tốt ngay từ bây giờ khi mình còn khỏe mạnh. Nó rất quan trọng. Và thường thường là tâm từ là một trong những cái đề tài hoặc là những cái phương pháp mà thiền sư thường hay hướng dẫn chúng ta thực hiện. Và chúng tôi quán tâm từ mỗi ngày, không phải chỉ thổi hơi thở thôi. Sau khi mà tâm an định rồi thì khoảng 5-10 phút cuối cùng của buổi thiền là chúng tôi thường thường quán tâm từ, rải tâm từ đến tất cả mọi người và đi mọi phương hướng. Này Đại Nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là Bậc Tri Kiến, là Như Lai vô sở trước chính đẳng giác, có nói về bốn phạm trú. Nếu một thiện nam tử hay một thiện gia nữ tử nào tu tập bốn phạm trú ấy, đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại bạn chung sẽ sinh lên cõi Phạm Thiên. Tức là phải đoạn dục, phải xả niệm tưởng về dục. Tức là cái tâm mình không vướng mắc, không có bị vướng mắc vào những cái lạc thú của mắt tai mũi lưỡi thân nữa mới được. Chứ còn vướng mắc vào cái đó thì cái không có thể tái sinh vào cõi trời Phạm Thiên. Bởi vì cái điều hiển nhiên thoát ra ngoài giới. Phạm Thiên tức là cái cõi đầu tiên của sắc giới. Ra không có vướng mắc vào trong những cái lạc thú của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Sau khi giáo hóa cho Đà Nhiên về pháp tái sinh vào cõi Phạm Thiên, Tôn giả Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Tôn giả Xá Lợi Phất rời khỏi thành Vương Xá, chưa đến Trúc Lâm vườn Kalanda, đang trên nửa đường ấy, Bà La Môn Đà Nhiên do tu tập bốn phạm trú, đoạn dục, xả niệm tử về dục, thân hoại mệnh chung, sinh lên cõi Phạm Thiên. Tức là ông trở về trú xứ của ông thì đi nửa đường thôi, chưa về tới cái trú xứ của mình, thì lúc đó người bạn cũ của ngài là ông Đà Nhiên chết. Và chúng cái chỗ này mà là cái chỗ quan trọng, cái câu này tức là khi chết đó do tu tập bốn phạm trú và đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, thì lúc đó mới thân mới tái sinh về cõi Phạm Thiên. Thì cái tâm ngay lúc đó, cái tâm nằm ở trong từ bi hỷ xả mà không dính mắc vào những cái dục lạc nữa thì mới tái sinh, tức là không còn dính vào trong cái cõi dục giới nè. Đó là cái bài kinh dịch từ Ấn A Hàm. Và ở dưới chúng tôi có kèm theo một bài kinh dịch từ Ấn Nikaya do ngài Hòa thượng Minh Châu dịch, và chúng tôi có hiểu đính lại thì các anh chị có thể đọc thêm để mà đối chiếu. Bây giờ thì tại cái phần trong cái cuốn sách nói về phần thảo luận ở phía trên. Sau đoạn kinh nói về cái chết của đàn anh Chani, bài kinh trong Trung A Hàm và Trung Bộ tiếp tục khi Đức Phật biết tin như thế, đã nói với ngài Sariputta rằng nếu được tiếp tục hướng dẫn, ông đàn anh Chani có khả năng tái sinh vào những cõi cao hơn. Hiển nhiên là ngài Sariputta đã không nhận ra điều này, và do đó chỉ hướng dẫn ông ta đến cõi Phạm Thiên mà Bà La Môn Đàn Anh Cho Đi ước muốn, cũng như nhiều người Bà La Môn khác. Thì là ông ngài Xá Lợi Phất không có thấy được, chỉ hướng dẫn tới cái chỗ mà ông bạn của ngài, ông Đà Nhiên, là ông ao ước thôi. Ông muốn tái sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên thì chỉ hướng dẫn từ bi hỷ xã thôi. Điều này phản ánh một thái độ cơ bản là tôn trọng các ý muốn và khuynh hướng của bệnh nhân và cố gắng đáp ứng trong khả năng tốt nhất của mình. Thì đó là một cái điều ngài nhận xét rất hay. Bởi vì khi người đó gần chết, thì ra mình chỉ tôn trọng, chứ mình không có thể nào mình nói thôi đừng có nghĩ như vậy.
ông cái tâm ông phải lên nữa, lên cao hơn những cõi trời sắc giới và vô sắc giới cho định không dừng rồi đó. Mình không có lý luận, không có cãi lý với một người bệnh gần chết. Bây giờ mình hỏi ông ta muốn cái gì, người đó muốn gì, thì mình chỉ hướng dẫn cái tâm ông ta tới chỗ đó thôi, để ông ta làm theo rồi thì không có thời giờ để mà tranh luận nữa. Mình thấy phải cái điểm tế nhị là ở chỗ đó. Nhận xét của Đức Phật có thể hiểu là Ngài khuyên chúng ta nên cẩn thận, không đánh giá thấp khả năng tâm linh của một người bệnh đang hấp hối. Ngài Sariputta đã quen biết Dhananjani từ lâu, và có lẽ vì lý do này, Ngài đã không nhận thức đầy đủ mức độ tiến bộ nơi tâm ý của người là bà La Môn ấy trong những giây phút cận kề cái chết, có thể có khả năng chứng đạt cao hơn. Thì Ngài Đức Phật có nói đó là nếu mà ông biết, ông có thể hướng dẫn Dhananjani, bạn của ông, tái sinh vào những cõi cao hơn và có thể nhập được trong thánh. Chỉ nói như vậy để theo cái nhìn của Ngài Tỳ Khưu Analeo, thì Ngài cho rằng Đức Phật nói như vậy để cho lưu ý chúng ta. Chúng ta rằng mình phải biết được, nắm bắt được ngay lúc đó cái tâm trạng hoặc là cái khả năng của bệnh nhân như thế nào. Có thể mình không nên đánh giá thấp, mình phải tôn trọng, mình phải cái khả năng của một người, dù cho người đó gần chết, bệnh gần chết. Rồi cái điều thứ hai đó là mình giải thích đó, là có lẽ bởi vì ông Ngài Sa Lợi Phất mình quen biết của Ngài đã chết đi lâu rồi, mình quen biết nhiều đó, là nhiều khi mình xem thường, mình cho rằng là mình hiểu được cái tâm người đó, mình không cần phải tìm hiểu thêm. Thật ra Ngài không có quan tâm để mà tìm hiểu tới cái mức độ tu chứng đã thay đổi như thế nào. Cái điều này thì chúng tôi thấy rất là hay. Cũng như những người trong nhà, nhiều khi bạn bè của mình người ngoài thì mình gặp rồi mình xem xét dò xét kỹ lưỡng, trong khi đó thì mình quen với những người thân ở trong nhà rồi mình, những người thân đó bây giờ họ đã tiến bộ rồi mình không có biết, mình chỉ nghĩ rằng những người đó cũng giống như 5-10 năm trước, cũng giống như là thí dụ như là mình thấy những đứa con của mình nha. Nhiều khi mình gặp con cái mình nó đã trưởng thành, nó có gia đình, nó có nghề nghiệp, mình không có nghĩ như vậy, mình chỉ nghĩ nó vẫn là những đứa trẻ thơ, còn ngây thơ hay là lý luận không được nhiều, không có kinh nghiệm này kia. Mình đâu có biết rằng con của mình bây giờ nó đã giỏi rồi. Mình không nhận thức được điều đó. Mình cũng nghĩ rằng nó cũng vẫn là một đứa bé ngày xưa thôi. Hoặc là một người bạn của mình. Nhiều khi mình một cái người bạn đó, chẳng hạn ngày xưa là một người thích đi chơi này kia, quậy phá. Rồi mình có cái ấn tượng như vậy. Rồi cho tới bây giờ có thể là anh ấy, chị ấy bây giờ đã tu tập thành người tốt rồi. Nhưng mình không biết. Khi mình gặp thì mình cũng có cái vẫn phán xét qua cái nhìn của ngày xưa thôi. Mình cho rằng cái người này có lẽ là bây giờ đạo đức giả thôi, chứ thật sự cũng quậy phá dữ lắm, đại khái như vậy. Mình không có ý thức được là cái người đó đã có tiến bộ rồi. Cái điều đó nó khó lắm. Đôi khi mình phải cẩn thận với cái tưởng của mình, cái sự suy tưởng của mình đôi khi có thể sai lạc. Mặc dù Ngài Sariputta không tận dụng tối đa cơ hội này, cũng cần nên ghi nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của Ngài, có lẽ Bà La Môn Dhananjani cũng sẽ rời tái sầu khỏi Phạm Thiên Cao Xa. Nhưng mà mình cũng không nhận điều là Ngài Sariputta cũng đã hướng dẫn ông được, giúp ông ta được tái sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên. Mình cũng tốt lắm rồi. Phương cách thực sự để ông ta tái sinh vào cõi ấy là tu luyện bốn tâm vô lượng, gọi là bốn phạm trú. Đó là tâm từ, bi, hỷ, xả, đã được trình bày ngắn gọn trong chương 4. Trong chương 4, các anh chị có thể xem lại, chúng tôi đã trình bày rồi. Trong những cuốn sách khác, tôi có giải thích về phương cách thực hành để tỏa rộng bốn tâm phạm trú ấy. Các anh chị nào còn nhớ, thì trong quá khứ chúng tôi thường có lấy những cuốn sách về hướng dẫn hành thiền của Ngài Analogio, chúng tôi có đề cập về bốn tâm từ bi hỷ xả này. Ý nghĩa đặc biệt trong nội dung của chương này là điều kiện thiêng liêng của tâm ý đạt đến khi an trú vào bốn tâm vô lượng. Dù tin hay không tin vào sự hiện hữu của các cõi trời như mô tả trong vũ trụ quan Phật giáo, điều quan trọng là học tập cách thức nuôi dưỡng tâm ý sao cho thiên đường trên trái đất được thể hiện trong nội tâm.
Tức là ở đây là Ngài muốn nhắm vào những người họ không tin, không tin vào có những cái cõi giới như vậy. Thì như vậy bây giờ mình, nếu mà mình không tin á, thì ít ra đó, mình theo cái hướng dẫn này là mình khi khi cái người chết ở đó là mình có thể cái tâm của mình được an định, giống như là mình có cái thiên đường, không phải bên ngoài nơi chốn mà ngay trong cái tâm mình. Cái đó mới là cái quan trọng. Thiên đường trên trái đất như thế hiện hữu khi hành giả vượt qua và bỏ lại các cảm giác dục lạc không tương thích với những cảm thọ như mô tả trong cõi Phạm Thiên. Nghĩa là làm sao cái tâm mình an định mà mình buông xả được, không còn dính mắc vào những cái khoái lạc của mắt tai mũi lưỡi thân. Thì lúc đó cái tâm của mình cũng giống như là mình đang ở trong cái cõi trời Phạm Thiên. Cái điều đó là quan trọng. Cái tâm của mình nó quan trọng hơn là cái nơi chốn. Đó là cái cách dùng cái khuyên khéo léo của Tỳ Khưu Anarayo vô người Tây Phương, hoặc là những người không tin có những cõi trời. Sau khi rời bỏ các cảm giác dục lạc, bây giờ hành giả tiến lên thiên đường đơn giản là bằng cách an trú tâm trong bốn trạng thái siêu phàm vô biên không giới hạn. Đó là cái trạng thái từ bi hỷ xả. Câu chuyện về Bà La Môn Dhananjani cho thấy trên nguyên tắc tu dưỡng bốn tâm vô lượng như thế là điều khả thi, ngay cả khi lâm trọng bệnh và chịu đau đớn cùng cực. Thì ra một cái bài học thứ hai, chúng ta thấy rằng không phải chỉ là lúc bình thường thôi, mà ngay cả khi mà gần chết mình vẫn có thể hướng dẫn, hoặc là tự mình nếu mà mình gần chết vẫn có thể tu tập được. Đối mặt với cơn đau của cái chết như thế là một cách tiếp cận mạnh mẽ để tu dưỡng tâm xả ly. Điều đó có kết quả là tâm trí đạt được một mức độ tự do, đưa hành giả ít nhất là tạm thời vượt qua sự dính mắc vào các dục lạc và mệnh chung trong trạng thái thực sự thiêng liêng cao quý. Thì ngay cái tâm của mình, bởi vì cái cõi trời cũng là cái cõi trời, cũng có giới hạn thôi, nhưng mà ít ra đó, cái tâm của mình như vậy thì mình được tái sinh vào trong cái cõi đó. Chúng ta nhớ nó cũng vô thường thôi, nhưng mà người ta, cái khả năng của người ta hoặc cái ước muốn của người ta như thế thì mình chỉ hướng dẫn như thế. Nhưng mà mình nhớ đối với mình đó, tất cả những cõi nào cũng là vô thường, cũng có một cái đời sống của nó rồi nó sẽ hết, dầu nó lên cái cõi sung sướng. Tuy nhiên, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi chấp trước đòi hỏi phải có tu tập tuệ quán. Là ý của Ngài muốn nói nhắc nhở trở lại đây chúng ta đó, là chúng ta tu tập tâm từ bi hỷ xả thôi chưa đủ. Nếu mà được thì tái sinh vào những cõi tốt rồi nó cũng hết thôi. Cái điều quan trọng là mình phải tu tập thêm nữa để có tuệ quán, để mình thấy rõ được giải thoát hoàn toàn, không còn tái sinh luân hồi nữa. Tác động của tuệ quán lúc lâm chung sẽ tiếp tục là đề tài trong các chương tiếp theo. Thì Ngài cũng rất khéo nhắc nhở như vậy rồi. Ngài nói rằng mình phải tu để phát triển tuệ như thế nào đó, trong những cái chương tiếp theo. Rồi bây giờ thì chúng tôi cũng xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Trong quá trình chúng tôi trình bày như vậy, có những gì sơ sót thì cũng mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi, thì chúng tôi xin phép như thường lệ được đọc cái phần hồi hướng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hưởng, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện ngày hôm nay và xuống
Cũng xin cảm ơn chị Nhật Quỳnh, Quỳnh Chánh Ngộ và tất cả quý anh chị khác đã giúp cho buổi sinh hoạt được hoàn mãn tốt đẹp. Trước khi xuống mic và rời room, chúng tôi xin chúc tất cả được nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.